chào cả nhà. Trước khi vào buổi live ngày hôm nay thì cả nhà thư giãn tí đã nhá. Cô chào Bùi Thị Ngọc Thảo. Chào các con. Sao trên này của cô mới chỉ có bạn Bùi Thị Ngọc Thảo nhỉ? Okay, chào Tú Dương Văn. Con ơi, cô chào Vũ Ánh Dương. Cả nhà đợi cô tí nhá, cô bật xem chung cho trên trang cá nhân để cho anh em bạn bè nào chưa biết cái link mới này, cái link mà cô đang ghim cho cả nhà này, thì chúng nó còn biết đường, chúng nó mò và chúng nó xem nhá. Đợi cô tí. Điều anh thấy em muốn anh quay về trách anh vô tình mà sự thật là em yêu đầy toàn thế. Dù anh chẳng nói nghe những lời vừa được thì em chẳng còn như xưa. Ba đến đây thôi, thương nhớ đến đây được rồi. Em hãy cứ yêu người sau như em đã dối anh bao lần. Còn chuyện tình mình không nên bàn tán nữa. Ta đến đây tất cả thôi. Cả nhà có đồng ý là hôm nay bật nhạc này live không, cho nó sung nhá. Gì em đã hứa, em lại vì sao em chẳng thể đổi thay. Dù
nghe xem rõ rồi. Ok ok mở lại. Được chưa? Tú Dung ăn vừa chưa? Đợi cô tí nhé cả nhà nhé. Chào cô Thúy nha. Đấy. Cô Thúy ơi, Tú Dương Văn gửi lời chào cô Thúy nha. Đấy, cô Thúy gửi lời chào Tú Dương Văn đấy. Cô Hà làm shipper. Chào Vũ Ánh Dương, chào Long Đặng, chào Bảo Hưng. Cả nhà ơi, các con share bài này về tường nhá, share bài này về tường đi và tổ chức xem chung để cho bạn bè mình xem với nhá. Hôm nay chúng ta sẽ live về chuyên đề kim loại. Cả nhà có nhìn rõ đề không? Cả nhà có nhìn rõ không? Nhìn rõ đúng không? Ok. Cả nhà ơi, share bài về tường nhá. Nhạc vừa chưa? Cả nhà Tú Dương Văn ơi, Bảo Hưng ơi, nhạc vừa chưa con? Nhạc ok rồi, ok. Vậy thì chúng ta bắt đầu học luôn nhá. Cả nhà ơi, trước khi vào bài thì cô chia sẻ một chút là các con nhớ click vào cái link mà cô ghi ở ngay bên dưới bài nè nhá. Cái link mà cô từ nãy giờ cô comment ấy, đứa nào ấn vào một phát là sẽ thấy cái bài ghi ngay. Click luôn vào cái link đấy nhá. Click vào cái link đấy thì đến khi mà khi mà cô like thì các con sẽ nhận ngay được thông báo là cô Hà đang like, vào xem luôn nhá. Rồi, nào bắt đầu thôi. Hôm nay là phần mở đầu cho chuyên đề kim loại, đúng không? Mở đầu cho chuyên đề kim loại. Từ hôm nay chưa đánh kim loại phát nào. Toàn 5 loại hợp chất: vô cơ, oxit acid, oxit bazơ, rồi muối, đúng không? Vậy rất là nhiều bạn là chưa học đến chương kim loại trên lớp đâu, nhưng mà thôi, thi xong giữa kỳ rồi chúng ta đánh luôn chuyên đề kim loại trước đi để chuẩn bị cho cuối kỳ nhá. Chạy nhanh để còn ôn cuối kỳ. Cô Hà sẽ ôn cuối kỳ rất là sớm, sẽ có những chuyên đề mà có 10 câu, 5 câu mà sẽ chắc chắn có trong đề thi, nên cả nhà nhớ theo dõi nhá. Nào, bây giờ bắt đầu vào câu 1. Đã có rất nhiều bạn comment câu 1 rồi. Hôm nay của chúng ta thì mới mở đầu thôi và chạy trước trên lớp nên là chuyên đề của chúng ta hôm nay sẽ rất là nhẹ nhàng, nó sẽ có rất nhiều các lý thuyết nhá. Rồi, cả nhà nhớ chia sẻ bài này về tường nhá. Nhớ chia sẻ nhanh bởi vì là khi mà
các con muốn tìm để xem ôn lại ấy, mà vào tường của cô tìm thì sẽ rất là khó, bởi vì cô thì cô xem công khai thôi, nhưng mà cô up tài liệu liên tục, ngày nào cũng up nên là nó sẽ bị trôi bài nhá. Xem về tường nhà mình đi, xem về tường nhà mình, thứ nhất ôn luyện cho nó tiện, thứ hai là cho bạn bè mình nó xem với. Nào câu 1, rất nhiều các thanh niên đã comment đáp án câu 1. Nào cả nhà ơi, câu 1 nào. Câu 1. Câu số 1, rất nhiều bạn chọn đáp án C. Câu số 1, nào cô xem nào. Câu số 1 của Phạm Thị Thoa đáp án C, Thắng Men Đen đáp án C, Dương Bảo Duy đáp án B, Tú Dương Văn đáp án B. Ôi có cái thầy, có thanh niên nào mà tên bằng tiếng Trung đấy? Cái gì? Tiếng Trung này là gì? Phú à? 1B Phạm Thị Thoa, 1C Phạm Băng Tâm, 1C Tuệ Đăng, 1B Tú Dương Văn, B Bảo Hưng, B Hùng Dũng, B Dương Duy Bảo, B Thắng Men Đen, B. Ồ, rất là nhiều B. Rồi, vậy thì câu 1 ở đây thì đáp án A và đáp án D là không có ai chọn, và đáp án ở đây là đáp án B, chính xác. Cô biết tại sao cả nhà lại chọn đáp án C nhá? Bởi vì những bạn mà chọn đáp án C ấy, là kim loại nào dẫn điện tốt nhất? Dẫn điện tốt nhất. Đây là nói về tính chất vật lý đúng không? Dẫn điện là một trong các tính chất chung của kim loại. Bốn tính chất chung của kim loại: dẫn điện này, dẫn nhiệt này, tính dẻo này, ánh kim này, đúng không? Thì dẫn điện là một trong bốn tính chất chung. Trong đó bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất. Nhớ nhá, bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất. Nhưng mà tại sao lại có rất nhiều men chọn đáp án C là đồng? Vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là trên thực tế toàn lấy đồng làm dây dẫn điện ở nhà của chúng ta đúng không? Nên các bạn ấy nhầm. Và những bạn này thì thực ra là cô vẫn tuyên dương nhá, bởi vì là các bạn ấy có kiến thức thực tế đúng không? Nhưng mà tuy nhiên là chúng ta bạc được đã được nghiên cứu và đã được các số liệu chứng minh rằng nó dẫn điện tốt nhất. Nhưng tại sao chúng ta không dùng bạc để làm dây dẫn điện thông thường? Là bởi vì giá thành nó đắt, nhớ chưa? Giá thành nó đắt nên chúng ta không dùng bạc mà chúng ta sẽ dùng đồng nhá. Bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất. Rồi ok, câu số 2. Nào, câu số 2. Đáp án B nhá. Cô đính chính lại một lần nữa là câu số 1, kim loại bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất. Nào, câu B. Trong các kim loại sau, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Câu số 2. Cả nhà ơi, khi mà các con comment đáp án nhá, ví dụ đáp án B của câu 2 thì ghi là 2B, 2A, 2C, 2D nhá. Chứ đừng ghi B, cô chả biết là câu nào. Nào, còn có thanh niên nào đáp án E đây? Câu 1, câu 2. Có thanh niên đã bắn lên câu 3 rồi. Xin chào Mạc Thanh Hiền, xin chào Trần Đạt, xin chào Long Đặng. Long Đặng chọn đáp án A. Long Đặng 2A, Bùi Thị Thùy Linh 2A, Phú 2A, Trần Huyền Nhung 2A, Thắng Men Đen 2A, Tú Dương Văn 2A, VV 2A, Bùi Thảo 2A, Tuệ Đăng 2A, Nguyễn Trân 2A, Bảo Hưng 2A, Phạm Thanh Tâm 2A, Tép Huyền 2A, Bệnh Mèo Thân Yêu 2A luôn. Bệnh Mèo Thân Yêu. Vũ Ánh Dương 2A, Thúy Quỳnh 2A. Thắng Men Đen là dây tóc bóng đèn. Rồi ok, câu số 2 chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Câu số 2 chính xác là đáp án gì? Đáp án A, chính xác. Wolfram. Wolfram là một trong là một kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, và nhiệt độ nóng chảy của nó ở đây là 3140 độ C. Chúng ta biết rằng nhiệt độ của mặt trời, trên bề mặt của mặt trời là nó rơi vào khoảng bao nhiêu nhỉ? Rơi vào khoảng 3000 độ C, mà nó đã có thể phát sáng chiếu từ mặt trời cho đến trái đất, đúng không? Khi mà nhiệt độ càng cao thì nó sẽ nóng lên và nó sẽ phát sáng. Nhưng mà tại sao mặt trời thì lại có thể phát sáng mà đến nó cách xa rất là xa trái đất đúng không? Nhưng mà nó vẫn chiếu sáng đến trái đất là bởi vì sao? Bởi vì kích thước của mặt trời nó rất là lớn, trong khi cái dây tóc bóng đèn của chúng ta thì nó nhỏ thôi nhá. Nhưng mà bởi vì nhiệt độ nóng chảy của nó rất là cao, do đó khi nó nóng lên, nhiệt độ nó cao lên, nó không bị chảy ra mà nó sẽ phát sáng, được chưa? Wolfram là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Và đúng như bạn gì vừa comment nhỉ? Thắng Men Đen. Nó được ứng dụng để làm dây tóc bóng đèn nhá. Kim loại này có ứng dụng để làm dây tóc bóng đèn.
để làm dây tóc bóng đèn. Rồi, Wolfram có ứng dụng để làm dây tóc bóng đèn nhá. Nào, vậy bên cạnh đây, Wolfram là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Thế câu hỏi thêm này, cả nhà ơi comment này, kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? Ai biết? Cả nhà ai biết không? Comment đi, comment, comment. Rồi, có rất nhiều các thanh niên đã sang đến câu 3 rồi. Nào, kim loại Wolfram thì có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là 3140 độ C. Vậy kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? Cả nhà ơi comment kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất nào. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là kim loại nào nhờ? Bạn nào biết không? Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là kim loại nào? Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. Kẽm, Bảo Hưng là kẽm. Bảo Hưng kẽm là kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. Nào có bạn nào có đáp án khác, đáp án của bạn Hưng không? Hùng Dũng là vàng, Sơn Bi là kẽm. Phú HG, HG, HG là kim loại gì con ơi? Bảo Hưng kẽm. Phú Thủy Ngân cô ơi, Ánh Dương kẽm, Thắng Men Đen Chrome, Phạm Thị Thoa kẽm, Tép Huyền kẽm, Hùng Dũng HG, VL, Nguyễn Trân Thủy Ngân, Tú Dương Văn kẽm, Bùi Thảo HG, Giang Nguyễn HG. Ok, chính xác. Những bạn nào mà chọn đáp án kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Thủy Ngân là đáp án đúng nhá. Wolfram, Wolfram ký hiệu là chữ V kép, đọc là Wolfram nhá. Wolfram là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Là kim loại có nhiệt độ nóng chảy. Có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Và nhiệt độ nóng chảy cao nhất của nó, đây là cô vừa mới nói là bao nhiêu đây? 3140. Thì Thủy Ngân, thì Thủy Ngân, Thủy Ngân ký hiệu là HG nhá. Thủy Ngân là kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. Là kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. Và nhiệt độ nóng chảy của kim loại các con có biết là bao nhiêu không? Nó chỉ có âm 39 độ C thôi. Có nghĩa là ở điều kiện thường này là nó tồn tại ở trạng thái lỏng đấy nhá. Ở điều kiện thường này nó tồn tại ở trạng thái lỏng. Và Thủy Ngân thì sẽ được ứng dụng để làm trong cái cặp nhiệt kế của mình ấy nhá. Ở trong phích nước cũng có Thủy Ngân nhá. Cũng có sử dụng Thủy Ngân. Nào, bây giờ chúng ta sang câu số rồi. Vậy chúc mừng tất cả những bạn nào mà chọn có đáp án là Thủy Ngân nhá, thì đấy là đáp án đúng. Còn những bạn nào chọn kẽm hay là nhôm thì các con xem lại. Cô chào, đừng quên tôi nhé. Nguyễn Tuân âm 38,83 độ C. Rồi con ơi, ok, làm tròn lên âm 39 độ nhá. Cô xin chào Giang Diệp Thần. Lâu lắm rồi mới thấy có mặt. Nào, câu số 3. Câu số 3 cả nhà ơi. Không có thông báo à cô? Đấy, Giang Diệp Thần ơi, con click ngay vào cái link mà cô đang ghi ở trên bài ấy, cái link mi ấy nhá. Bây giờ khi mà cô like trên page thì các con phải nhấn ấn vào cái link đấy, click ngay vào cái link đấy đi. Thì khi cô like là các con sẽ nhận ngay được thông báo nhá. Còn cô có thông báo trên nhóm, cô có thông báo trên nhóm. Hôm nay là phải mất thời gian để share, để tổ chức xem chung ở trên trang cá nhân, để cho các thanh niên nào mà chưa biết cái page này thì phải mò vào đây. Khổ. Nào, nào câu số 3. Trong các kim loại sau, kim loại nào dẻo nhất? Trong các kim loại sau, kim loại nào dẻo nhất? Đã có rất là nhiều bạn comment đáp án của câu 3 từ nãy rồi. Bảo Hưng đáp án A. Dương Duy Bảo đáp án B. Thắng Men Đen đáp án D. Tú Dương Văn đáp án D. Dương Duy Bảo B. Phạm Thụy Thoa câu 3D. Bảo Hưng câu 3A. Chào Phạm Tuấn. Vivi câu 3D. Bạn Mèo Thân Thiện câu 3D. Trong sách giáo khoa phần em có biết gì ạ? Đúng rồi. Tôm Chanh Xả 3B, Nguyễn Trân 3D, Dương Duy Bảo 3B, Giang Diệp Thần là vàng. Vàng là ký hiệu là gì Giang Diệp Thần ơi? Ký hiệu là gì? Bảo Hưng 3D, Giang Nguyễn D, Bảo Hưng 3A. Rồi, rất là nhiều các đáp án. Cái này cô biết là cả nhà sẽ rất hay bị lẫn lộn và có thể chọn đáp án sai, nhưng mà không sao cả, bởi vì đây là những kiến thức mà chúng ta đang học trước ở trên lớp một chút nhá. Chúng ta học trước ở trên lớp một chút. Nào,
Giang Diệp Thần AU chính xác, đúng không? Trong các kim loại sau đây, kim loại dẻo nhất, đúng không? Tính dẻo cũng là một trong những tính chất chung, tính chất vật lý chung của kim loại. Và trong tất cả các kim loại thì kim loại dẻo nhất chính xác là vàng, được chưa? Cả nhà nhớ nhá, kim loại dẻo nhất là vàng, kim loại dẻo nhất là vàng. Nó có thể dát mỏng đến cỡ micromet. Chúng ta thấy là chỉ cần một ít vàng thôi mà mình dát mỏng để dát lên tượng ấy, đúng không? Một cái lượng vàng rất là nhỏ thôi nên khả năng dát mỏng và tính dẻo của kim loại vàng rất là lớn. Nào, chúng ta sang câu số 4 nhá. Rồi, chúc mừng tất cả những bạn chọn đáp án D nhá. Chúc mừng tất cả những bạn chọn đáp án D. Bây giờ chúng ta sang câu 4 này. Kim loại nào được dùng làm chế tạo vỏ máy bay do tính bền nhẹ? Kim loại nào được dùng để chế tạo vỏ máy bay? Câu số 4 nào cả nhà ơi. Câu số 4. Các con ơi, nhớ xe bài về tường nhá. Xe bài về tường. Tại sao lại phải xe bài về tường? Bởi vì là đến khi mà ôn lại thì nó tiện. Đến khi ôn lại thì các con có bài các con ôn ngay. Chứ mà đi lúc đấy mới đi tìm bài trên tết hoặc là trên trang cá nhân của cô thì nó sẽ rất là vất vả. Các con sẽ phải tìm lại rất là lâu. Bạn nào chưa có tài liệu thì cuối giờ nhớ inbox cho cô nhá. Cô sẽ gửi tài liệu cho. Nào, kim loại nào được dùng để chế tạo vỏ máy bay do có tính bền nhẹ? Câu số 4 VV đáp án C. Phú đáp án C. Phạm Thị Thoa đáp án C. Trần Huyền Nhung Nhôm, Huỳnh Hân câu bố số 4C, câu 5B có luôn cả hai đáp án luôn. Giang Diệp Thần C. Đúng rồi. Nào, vậy chúng ta không chần chờ gì nữa. Câu 4 chính xác là đáp án gì? Câu số 4 là đáp án C nhá. Chúc mừng tất cả những bạn chọn đáp án C. Rồi, Bảo Hưng đáp án C, Tôm Chanh Xả Nè đáp án C, Nhỏ Khờ đáp án C, Tuệ Đăng đáp án C, Nguyễn Trân đáp án C. Rồi, đã có bạn comment sang câu 5 rồi. Vậy thì chúng ta không chần chờ gì nữa, chuyển ngay sang câu 5 nhé. Kim loại được dùng làm đồ trang sức vì có tính ánh kim rất là đẹp, đó là kim loại nào? Câu số 5. Tôm Chanh Xả Nè đáp án B, Giang Diệp Thần đáp án B, VV đáp án B. Rồi, chúng ta đã có đáp án rất là nhanh, đáp án cho những câu hỏi lý thuyết rất là nhanh và chính xác. Phú đáp án B, Tú Dương Văn đáp án B, Dương Duy Bảo đáp án B, Phạm Thị Thoa đáp án B. Chính xác. Tất cả những bạn nào chọn câu số 5 đáp án B là đáp án chính xác. AU là gì cả nhà nhở? Nào, comment tên của kim loại mà ký hiệu AU là gì? Nhỏ Khờ đáp án B. Cả nhà ơi, tên của kim loại ký hiệu AU là gì đấy? Là gì nhở? Tên của kim loại ký hiệu AU là vàng, chính xác, vàng. Thế còn tên của kim loại ký hiệu là AG là gì hả cả nhà? AU thì là vàng, AG là bạc, đúng không? AG là bạc nhá. Rồi, chính xác, Giang Nguyễn, AU là vàng, Phạm Băng Tâm bạc, đúng rồi, AG là bạc, Nguyễn Trân đúng, Giang Diệp Thần đúng rồi, Tú Dương Văn đúng, Giang Nguyễn đúng. Rồi, mặc dù đây là những kim loại rất là ít gặp nhưng mà các con vẫn nhớ được tên cô Tiên Dương nhá. Nào, câu số 6. Đơn chất nào khi tác dụng với axit H2SO4 tức là axit sulfuric loãng thì giải phóng ra khí hydro? Câu số 6, Tú Dương Văn đáp án C. Câu số 6 đáp án C. Cả nhà ơi, xem mạnh bài về tường đi nhá. Xe bài về tường này, tổ chức xem chung này. Bạn nào tổ chức xem chung trên các nhóm giúp cô nhá, để cho các bạn ấy còn biết, các bạn ấy xem với. VV câu số 6 C, Dương Duy Bảo câu số 6 A. Vũ Ánh Dương câu số 6 C, Nguyễn Trân câu số 6 A, Dương Duy Bảo đáp án C. Dương Duy Bảo 6C. 6C lộn thì nó là cái gì con? Nào, Dương Duy Bảo câu số 6C. Nào, vậy câu số 6 ở đây các con chọn đáp án sẽ là gì? Nhỏ khờ đáp án C. Câu số 6 chính xác là đáp án C. Các con nhớ cho cô này, kim loại mà cộng với dung dịch axit
tạo thành muối đồng thời giải phóng ra khí hydro, thì nó phải là những kim loại đứng trước hydro trong dãy hoạt động hóa học. Vậy dãy hoạt động hóa học đâu? Trên lớp dãy hoạt động hóa học học sau bài tính chất hóa học của kim loại. Ở đây cô Hà cho luôn nhá. Tính chất hóa học của kim loại này: khi nào bạn cần may áo giáp sắt, khi nào bạn cần may áo giáp sắt, nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Nhớ này, tất cả những kim loại nào đứng trước hydro, đây này, toàn bộ những cái kim loại đứng trước hydro này thì nó sẽ tác dụng được với dung dịch axit để tạo thành muối đồng thời giải phóng ra khí hydro nhá. Vậy chúng ta nhìn vào đây. A, à, kim loại đồng, đồng là Cu. Cu có đứng trước hydro không? Không nhá. Vậy đáp án A sẽ không đúng rồi. Nào, đáp án B, lưu huỳnh. Lưu huỳnh là gì nhỉ? Lưu huỳnh là S, S là phi kim, vậy thì nó cũng khi nào bạn cần may áo giáp. Đúng rồi, thiếu sát, cô cảm ơn nhá. Cảm ơn Phú, bạn ấy phát hiện rất là nhanh. Đúng không? S là lưu huỳnh, vậy thì lưu huỳnh sẽ không tác dụng với axit. Nào tiếp, thủy ngân. Thủy ngân ký hiệu là gì? Là HG. Đúng không? HG đây. HG đây. Vậy HG có tác dụng với axit không? Cũng không, bởi vì nó đứng sau hydro mà. Nhá. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có đáp án là đáp án C là đáp án đúng. Khi nào bạn cần may áo giáp sắt, nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Được chưa? Đủ hết rồi nhá. Nào bây giờ chúng ta sang câu số 7 nào. Chúc mừng tất cả những bạn nào câu số 6 chọn đáp án C nhá. Xin lỗi cả nhà là hôm nay giọng của cô nó sẽ không được thu hút lắm, là bởi vì là giọng của cô đang rất là bị khàn, ốm rất từ cái hôm mà phải đăng đàn để bảo cả nhà là cô phải lùi lại lịch live ấy. Từ thứ mấy tuần trước nhỉ? Từ thứ 7 tuần trước đến bây giờ giọng vẫn chưa trở lại bình thường được. Thế nhưng mà nhớ cả nhà quá nên thôi lại phải đăng đàn live thôi nhá. Like để còn chuẩn bị ôn cuối kỳ cho nó kịp. Mình phải chạy trước một tí chứ nhá. Nào câu số 7 nào cả nhà ơi. Kim loại nào vừa tác dụng với dung dịch HCl mà lại vừa tác dụng được với dung dịch KOH? À cái này mới này. Kim loại mà tác dụng được với HCl thì biết rồi đúng không? Các kim loại mà tác dụng được với dung dịch axit thì chỉ cần đứng trước hydro thôi nhá. Nhưng mà lại phải tác dụng được với dung dịch KOH. Kim loại nào mà tác dụng được với dung dịch KOH nhỉ? Nào, câu số 7 nào, xem các thanh niên chọn đáp án nào. Phú câu số 7 đáp án D. Tú Dương Văn câu số 7 đáp án D. Giang Diệp Thần câu số 7 đáp án D. Vũ Ánh Dương đáp án D. Tuệ Đăng đáp án D. Phạm Thị Kha đáp án D. Nào, câu số 7. Dương Duy Bảo đáp án D. Nào, câu số 7. Câu số 7 nhỏ khờ đáp án A. Nhỏ khờ đáp án A. Nguyễn Giang đáp án D. Thắng Men Men đáp án D. Rồi, đa số các bạn chọn đáp án D đúng không? Và cô xin chúc mừng tất cả những bạn nào chọn đáp án D chính là đáp án đúng nhá. Kim loại kẽm và kim loại nhôm có khả năng tác dụng với axit này, có khả năng tác dụng với nhôm, à với dung dịch kiềm như là dung dịch KOH hoặc là dung dịch NaOH. Nếu như kim loại nhôm xin lỗi cả nhà nhá. Đợi công việc tí. Đóng cái cửa sổ cái đã. Đấy. Ốm đau thế này mà vẫn nhớ chúng nó vẫn phải like. Nên là đứa nào mà yêu cô thì cũng phải share bài nhanh lên nhá. Share bài nhanh về tường đi. Yêu cả nhà lắm đấy. Ốm thế này ấy, là lớp off là cô phải cho một lớp nghỉ, nhưng mà lớp like là vẫn phải cố like nhá. Nhanh xe bài về tường nhá. Nhanh xe bài về tường. Nào. Nhôm mà tác dụng với axit đúng không? Chúng ta nhìn này, nhôm đứng trước hydro. Nhôm đứng trước hydro đúng không? Vậy khi cho nhôm tác dụng với axit chlorhydric thì sẽ chuyển thành muối cộng với khí hydro. Cả nhà nhớ cân bằng phương trình nhá. Nhớ cân bằng phương trình cho nó quen tay đi, không đến lúc vào tính toán lại quên không cân bằng thì lại khổ. Nào, nhôm tác dụng với axit thì sinh ra muối đồng thời giải phóng khí hydro, đúng không? Kẽm thì sao? Kẽm cũng cộng với HCl. Kẽm này, đây các con nhìn này, kẽm đứng trước hydro đúng không? Chắc chắn có tác dụng với dung dịch axit rồi, chuyển thành ZnCl2 cộng với H2 nhá, được chưa?
Đáp án B và đáp án C mình không chọn rồi, bởi vì nó vướng bạc với đồng là không tác dụng với acid nên loại luôn rồi. Chắc chắn là sẽ có các thanh niên phân vân đáp án A và đáp án D nhá. Vậy nhưng mà cô vẫn nói luôn đây, đáp án D là đáp án đúng. Sắt của chúng ta không tác dụng với cao H nhá. Vậy thì nếu như tác dụng với HCl nó sinh ra muối đồng thời giải phóng khí hydro. Vậy khi tác dụng với dung dịch NaOH thì nó sẽ sinh ra cái gì? Khi tác dụng với dung dịch NaOH thì nó vẫn sinh ra muối đồng thời giải phóng khí hydro thôi. Có điều muối ở đây thì không phải là muối của kim loại nhôm với gốc axit nữa, mà nó sẽ là muối của kim loại là Na. Gốc axit ở đây là gốc AlO2. Nếu mà là của nhôm nhá thì là đây là gốc AlO2 này. Gốc này cả lớp à, cả nhà ít gặp này. Nó bắt nguồn từ axit HAlO2. Các con nhìn nhá. Các con nhìn này, cái AlOH 3 lần ấy thì chúng ta có thể viết lại thành HAlO2 với lại H2O. Một nhôm này, nhìn thấy một nhôm chưa? Ba oxy này. Nhìn thấy ba oxy không? 3H này, 1H, 2H là 3H. Đây người ta gọi là axit aluminic. Cái axit này cả nhà ít gặp lắm nhá. Đúng rồi, chính xác, Al NaAlO2 cộng H2, chính xác. Bạn Vũ Ánh Dương chính đúng rồi này. Phú aluminate chính xác. Muối này chính có tên gọi là gì nhỉ? Natri aluminate. Aluminate đúng rồi. Đồng thời giải phóng ra H2 nhá. Cả nhà nhớ cân bằng phương trình nhá. 3 phần 2 và H2, được chưa? Nào, thế còn nếu mà kẽm thì sao? Kẽm nếu cộng với NaOH cộng với nước thì nó chuyển thành, thì nó chuyển thành gì nhỉ? Na2ZnO2 cộng với H2 nhá. Cái AlO2 thì có hóa trị 1. Cái gốc AlO2 này, bởi vì nó chỉ có 1H thôi, đúng không? Có hóa trị 1. Nhưng mà cái ZnO2 thì nó lại phải là hóa trị 2 cơ. Nó lại phải là hóa trị 2 cơ. Cả nhà nhìn nhá. ZnOH 2 lần này, cô chuyển thành dạng axit này. ZnOH 2 lần thì nó chuyển thành H2ZnO2. Đấy, các con nhìn thấy không? H2 này, nhìn thấy H2 không? O2 này, nhìn thấy 2O không? Và một kẽm nhá. Chuyển đổi tương đương. Nhưng ở đây chúng ta thấy có hai hydro nên cái gốc ZnO2 này nó sẽ phải mang hóa trị 2. Chính là lý do mà tại vì sao ở đây nó lại có Na2 nhá. Không, Phú ơi, không có đi natri zin cát con ạ. Cái đi với cả cái tri là chỉ tiền tố cho phi kim nhá, nên sẽ không có đi ở đây. Chúng ta chỉ đọc là natri zin cát thôi. Chính xác. Acid này là acid zinc nhá, nên nó sẽ có tên là không có natri VV ơi, chỉ đọc không có đi natri, chỉ có natri thôi. Natri zin cát nhá. Không có đi. Khi nào kim loại thì cộng được với dung dịch axit nó đẩy lên hóa trị cao nhất ạ. Giang Giật Thần, con ơi, khi mà nó tác dụng với axit có tính oxy hóa nhá. Nhưng mà axit có tính oxy hóa là những axit nó như thế nào thì lên cấp 3, tức là lớp 10 các con sẽ gặp cụ thể hơn. Có điều trong phạm vi lớp 9 thì cô sẽ cung cấp cho các con hai cái axit mà nó có tính oxy hóa nhá. Tức là khi kim loại gặp những cái axit đấy thì nó sẽ bị đẩy lên hóa trị cao nhất. Axit thứ nhất là axit H2SO4 đặc nóng. Nhớ nhá, đặc nóng nó mới có tính chất đấy, còn dung dịch nó không có. Axit thứ hai là axit HNO3, axit nitric, nhưng mà cái axit này mình ít gặp lắm. Nhớ chưa? Gặp hay gặp nhất là axit axit sulfuric H2SO4 thôi nhá. Rồi ok, bây giờ chúng ta sang câu số 8. Vậy là chốt lại câu số 7, cả nhà sẽ chọn đáp án nào nhỉ? Sẽ chọn đáp án D nhá, nhôm và kẽm. Được chưa? Nào bây giờ chúng ta sang câu số 7. Câu số 8, cô xin lỗi. Câu số 8, cả nhà nhìn rõ câu số 8 không? Nào câu số 8 nào. Câu số 8. Câu số 8, cả nhà đọc câu số 8 đi. Xung quanh cho tôi biết có thăm không về nữa đâu. Chờ niềm tin sai người, chờ ai khóc ai cười thì làm chi. Câu số 8 D. Câu số 8 Phú đáp án D, Vũ Ánh Dương đáp án A. Nào, có các hỗn hợp kim loại gồm có sắt, đồng, bạc, có thể thu được bạc tinh khiết bằng cách nào sau đây?
xe yếu quá nhở. Cả nhà ơi, nhanh 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 tay xe về tường nhà mình đi. Nhanh tay xe về tường nhà mình đi. Nào câu số 8. Có các hỗn hợp gồm sắt, đồng, bạc có thể thu được bạc tinh khiết bằng cách nào sau đây? Thắng AG không đẩy được H. Dương Duy Bảo câu số 8A. VV 8A. Trần Huyền Nhung câu số 8A. Tú Dương Văn câu số 8A. Tuệ Đăng câu số 8A. Thắng Men Đen câu số 8A. Nhỏ Khờ A. Ánh Dương A. Phú D. Ok. Dương Bảo Huy A. Có cái hỗn hợp này. Có cái hỗn hợp gồm có sắt, đồng và bạc. Bây giờ làm sao để thu được bạc tinh khiết? Có nghĩa là thế nào nhỉ cả nhà nhỉ? Có nghĩa là phải làm thế nào để cái sắt với cả cái đồng này nó biến mất đi, đúng không? Có nghĩa là làm thế nào cái sắt với cái đồng này này là phải bỏ đi, đúng không? Nếu như các con chọn đáp án A thì sao? Sắt có tan được trong axit không? Có, nhưng đồng và bạc thì không tan được trong axit. Điều đấy có nghĩa là cả đồng với bạc vẫn còn lẫn lộn với nhau, chưa tách riêng ra được bạc tinh khiết nhá. Có nghĩa là đáp án A là đáp án chưa đúng, đúng không? Đáp án A là đáp án chưa đúng nhá. Nào, vậy thì các con sẽ phải chọn đáp án nào đây? Chọn lại đi nào. Cao Nguyễn Thuận câu số 8, bạn ấy chọn đáp án C. Hùng Dũng đáp án C. Nguyễn Minh đáp án A nhá. Cô vừa phân tích rồi, đáp án A thì nó chỉ loại bỏ được sắt thôi. Còn bạc với cả đồng là nó vẫn không tác dụng với axit nên là nó vẫn còn lẫn lộn với nhau, nên đáp án A mình sẽ không chọn. Có nhiều bạn chọn đáp án D, cô thử phân tích đáp án D nhá. Dùng nam châm tách sắt và đồng ra khỏi bạc. Đáp án D. Đáp án D dùng nam châm tách sắt và đồng ra khỏi bạc. Thì chúng ta biết rằng nam châm thì nó có thể hút gì nhỉ? Có thể hút sắt đúng không? Nhưng nó chỉ có thể hút sắt thôi chứ nó không hút được đồng nhá. Nam châm thì không thể hút được đồng, do đó đáp án D của chúng ta cũng chưa đúng, đúng không? Đáp án D của chúng ta cũng chưa đúng nhá. Đáp án D của chúng ta cũng chưa đúng. Vậy thì đáp án đúng ở đây là đáp án gì nhờ cả nhà nhờ? Đáp án B à? Rất nhiều bạn chọn đáp án B. Nào. Nào, câu số 8 đáp án B. Đáp án B HNO3. HNO3 đặc nguội thì tác dụng cả với đồng và bạc, chỉ không tác dụng với sắt thôi. Có nghĩa là nếu như chọn đáp án B thì cái câu hỏi của chúng ta là phải làm sao để thu được sắt tinh khiết cơ. Sắt nó mới thụ động với HNO3 đặc nguội. Vậy đáp án B cũng không đúng. Do đó đáp án của chúng ta chọn đây sẽ là đáp án gì? Đáp án C nhá. Rồi những bạn nào chọn đáp án C thì cô xin chúc mừng. Câu số 8 đáp án C. Vì sao này? Cô phân tích cho chúng ta nhá. Ở đây của các con là AgNO3 là muối đúng không? Kim loại cộng với muối thì sẽ sinh ra muối mới và kim loại mới, đúng không nhá? Và để kim loại tác dụng được với muối ấy, thì kim loại mạnh phải đẩy kim loại yếu ra khỏi muối. Để biết được cái nào mạnh cái nào yếu thì chúng ta lại dựa vào đâu nhở cả nhà nhở? Hãy dựa vào dãy hoạt động hóa học, đúng không? Dãy hoạt động hóa học này. Vậy bây giờ cô thử tìm ba cái kim loại đấy nhá. Sắt này, đồng này, bạc này. Thì theo thứ tự sắt sẽ đứng trước đồng và đồng thì đứng trước bạc. Rồi Dương Duy Bảo em đúng là cô rồi, cô xin chúc mừng Dương Duy Bảo nhá. Lát nữa cô sẽ check lại những bạn nào chọn câu 8 đáp án C. Nhìn này. Dãy của chúng ta là sắt, sắt xong rồi đến đồng, đồng xong rồi đến bạc. Có nghĩa là khi cho cái hỗn hợp ba cái kim loại này mà cộng với AgNO3 thì sao nhở? Sắt có phản ứng không? Sắt có phản ứng. Sắt phản ứng để tạo thành FeNO3 tất cả 2 lần cộng với Ag, đúng không? Vậy là sắt mất đi và bạc tạo thành. Đồng có cộng với AgNO3 không? Có, đúng không? Chuyển thành CuNO3 tất cả 2 lần và cộng với Ag. Điều đấy có nghĩa là đồng cũng phản ứng và tan ra. Cái gì tạo thành? Bạc tạo thành, đúng chưa? Tú Dương Văn, cô ơi tí like xong em xin tài liệu này được không? Được con ạ, nhá. Các con sẽ cô sẽ gửi cái tài liệu này cho các con. Nhớ xe bài nhá. Nhớ xe bài. Chụp click vào cái link mi. Click vào cái link mi. Đợi cô một chút, hình như cái link mi lúc nãy ghim vào, không biết đã ghim vào đúng chưa, để tí cô kiểm tra lại. Cả nhà nhớ click vào cái link mi nhá.
Nào bây giờ sang câu số 9, cô sẽ gửi tài liệu cho hoặc là cô sẽ up tài liệu lên trang cá nhân. Cả nhà có trang cá nhân của cô chưa nhỉ? Cả nhà ơi, có trang cá nhân của cô chưa? Cái trang cá nhân của cô là Facebook là Thanh Hà Tạ. Đây này, Facebook này, đây là Facebook này. Lúc nãy ở trên cái mô tả hình như quên chưa gắn Facebook. Facebook là Thanh Hà Tạ nhá. Đây, cái trang cá nhân của cô là nó như thế này nè. À, đấy. Có hình cô Hằng đang ngồi mặc áo dài màu đỏ nhá. Cả nhà vào follow để update tài liệu hàng ngày. Nhớ click vào link Mi nhá. Click vào link Mi thì mới nhận được thông báo khi like của cô. Đây, hò. Đây, thuốc mua một đống kia. Tí tí mới đi uống, like trước đã. Nào, tiếp câu số 9 cả nhà ơi. Đồng kim loại có thể phản ứng được với chất nào sau đây? Đồng kim loại có thể phản ứng được với chất nào sau đây? Đồng kim loại có thể phản ứng được với chất nào sau đây? Phản ứng được với chất nào cả nhà nhỉ? Cả nhà ơi, câu số 9 nào? Câu số 9 nào cả nhà ơi? Câu số 9, câu số 9. Click vào link nhá. Đây cô đang gắn lại cái link cho cả nhà để cả nhà còn biết. Đó. Đây. Đấy, cái ghi bình luận cô vừa mới ghi rồi nhá. Đứa nào mà chưa click vào cái link thì click luôn nhá. Click luôn thì mới nhận được thông báo. Đấy, nãy giờ là chưa nãy giờ là chưa ghi được link, báo mỗi cái link Mi đúng không? Đấy, bây giờ có link rồi đấy. Click vào cái link đấy nhá. Click vào cái link đấy là khi mà cô like một phát là thông báo được nhận đến tận giường luôn. Nào, câu tiếp theo câu số 9. Câu số 9 nào. Đồng kim loại có thể phản ứng được với chất nào trong 4 chất này? Đồng kim loại có thể phản ứng được chất với chất nào trong 4 cái chất này? Đồng. Đồng nhá, đồng là Cu. Các con nhớ cho cô này, đồng là đứng ở đâu nhỉ? Đồng là đứng sau H nhá. Khi nào bạn cần may áo giáp sắt, nhớ sang phố hỏi cửa, hỏi rồi mới đến cửa nhá. Hàng Á Phi Âu thì cái chữ cửa là cái Cu nó đứng sau H, nhớ chưa? Vậy thì nó có thể tác dụng được với dung dịch HCl không? Không. Có thể tác dụng được với H2SO4 không? Không. Có thể tác dụng được với H2SO4 đặc nóng không? Có, đúng không? Câu số 9 đáp án C. Có tác dụng nhá, bởi vì H2SO4 thì tác dụng được với một số kim loại đứng sau hiđro giống như là đồng và bạc, được chưa? Đồng và bạc thì có tác dụng, platin với vàng thì không nhá. Dung dịch NaOH thì cô nói rồi, dung dịch NaOH thì nó chỉ tác dụng được với thêm hai kim loại là kẽm với cả nhôm thôi thì mới tác dụng được với NaOH hoặc KaOH, còn các kim loại khác thì không. Được chưa? Vậy, câu số 9 các con chọn đáp án D nhá. Câu số 9 chọn đáp án D. Nào, cô xem nào, câu số 9 những bạn nào chọn đáp án C nào. Câu số 9 rất là nhiều bạn câu số 9 chọn đáp án C để tít trên này. Nào. Câu số 9, ôi nhiều quá, ôi nó tờ tít trên này, để cô check lại nhá. Ở đây, Phú câu số 9 C, Phạm Thị Thoa C, Bảo Hưng C, Tú Dương Văn C, Phạm Băng Tâm C, Tuệ Đăng C, Vũ Ánh Dương C, Phạm Thị Thoa C, Bảo Hưng C, Bùi Thảo C, Tú Dương Văn C, Cao Nguyễn Thuận C, Bảo Hưng C, Nguyễn Giang Nguyễn C, Phạm Thị Thoa C, Hùng Dũng C, Thắng Men Đen C, Bảo Hưng C, Vivi C, Dương Bảo Duy C, Bùi Thảo C, Nguyễn Trân C, Giang Nguyễn C. Rồi ok, tất cả những bạn nào câu số 9 chọn đáp án C, cô xin chúc mừng nhá, đáp án C là đáp án đúng. Nào, bây giờ chúng ta sang câu số 10. Hiện tượng nào xảy ra khi đốt sắt trong bình khí clo? Câu số 10 nào. Câu số 10.
Câu số 10 đã có rất nhiều bạn comment từ rất là sớm. Nào, Phú câu số 10 đáp án D. Bạn Phú tương tác rất là mạnh. Nào, Tú Dương Văn. Tú Dương Văn đâu rồi? Tuệ Đăng câu số 10 D. 1.000 kg. 1.000 kg là gì? 1.000 kg là tấn à? Thanh niên này họ tấn à? Cô đã là tạ rồi mà còn tấn à? Nặng hơn cả cô luôn. Tú Dương Văn câu 10 D. Thắng Men Đen câu 10 A. Bùi Thị Thảo đã bắn sang câu số 11 rồi. Ok, nào chúng ta chữa sang câu số 10 trước nhá. Hiện tượng xảy ra khi đốt cháy sắt trong bình clo. Sắt mà cháy trong bình clo ấy, các con nhớ nhá, clo là một phi kim hoạt động mạnh, do đó nó sẽ đẩy sắt lên sắt hóa trị 3. Mặc dù sắt có hai hóa trị nhưng khi cộng với clo là một phi kim mạnh, nó sẽ đẩy lên hóa trị 3, FeCl3. Thấy chưa? FeCl3 và sắt được đẩy lên hóa trị mấy? Sắt được đẩy lên hóa trị 3 nhá. Sắt được đẩy lên hóa trị 3. Và sắt mà là hóa trị 3 thì nó sẽ có màu gì nhỉ cả nhà nhỉ? Sắt mà được đẩy lên hóa trị 3 thì nó sẽ có màu nâu đỏ. Nhá. Sắt đẩy lên hóa trị 3 thì nó sẽ có màu nâu đỏ. Và lúc bấy giờ chúng ta quan sát xem hiện tượng sẽ là gì. Khói trắng sinh ra. Khói trắng sinh ra. Khói này là khói đỏ. Có xảy ra thì nó cũng phải tạo thành cái gì đấy đỏ, chứ không thể là trắng được. Xuất hiện những tia sáng chói, tạo chất bột trắng bám xung quanh thành bình, không có trắng, đỏ nhá. Có khói màu nâu đỏ tạo thành. Câu số 10 đáp án D. Tất cả những bạn nào câu số 10 đáp án D, cô xin chúc mừng. Câu số 10 đáp án D, Bùi Thảo D, đúng rồi. Tuệ Đăng câu 10 đáp án D, Phạm Thị Thoa D, Phú D, Tú Dương Văn D, Vũ Ánh Dương D, Thắng Men Đen D, Hùng Dũng D, Thắng Men Đen B, Hùng Dũng D. Ok, Phú D, Dương Duy Bảo D, nâu đỏ. Rồi, chính xác. Vậy những bạn nào câu số 10 chọn đáp án D, cô xin chúc mừng nhá. Bây giờ chúng ta sang câu số 11. Chúng ta sang câu số 11 nào. Các kim loại tác dụng với nước ở điều kiện nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hiđro. Tất cả những kim loại khi tác dụng với dung dịch kiềm mà tạo thành khí hiđro. Tạo thành khí hiđro. Nào. Những kim loại tác dụng với dung dịch kiềm để tạo thành khí hiđro. Kim loại cộng với nước mà tạo thành dung dịch kiềm, đồng thời giải phóng ra H2 ấy. Có phải tất cả các kim loại đều tác dụng với nước không? Ví dụ chúng ta cho sắt. Đây, cửa sắt nhà cô này. Nhìn thấy cửa sắt nhà cô không? Cửa sắt nhà cô mà tan được trong nước ấy thì mưa một phát là nó sẽ mất cửa sổ luôn. Thì vài ngày lại phải đi làm lại cửa sổ một lần. Điều đấy là chứng tỏ là không phải kim loại nào cũng tác dụng với nước, đúng không? Dụng cụ nhà chúng ta nấu nướng là gì? Nồi nhôm, xong nhôm, đúng không? Bây giờ mà tác dụng với nước mà nó tan một cái thì chắc là vài ngày lại phải mua xong nồi lại một lần. Điều đấy chứng tỏ rằng không phải tất cả các kim loại đều tác dụng với nước. Chỉ có 4 kim loại đầu dãy thôi. Đúng rồi, bạn Tấn bạn ấy trả lời đúng rồi. Phạm Thị Thoa trả lời đúng rồi. Những kim loại này chỉ có gì thôi? Khi, nào, bé, cần, đúng không? Khi nào bé cần thì mới tác dụng được với nước thôi. Và nó sẽ tạo thành dung dịch kiềm cộng với nước. Dung dịch kiềm là gì? Là kim loại. Và bắt buộc phải có cái mặt của thằng OH, đúng chưa? Vậy chúng ta cứ nhìn ở trong 4 đáp án này, đáp án nào có khi nào bé cần thì chọn nhá. Không cần đồng thời cả 4, 2. Đấy, ở đây người ta chỉ cho 2 thôi. Thì cứ cái nào có 2 thì chọn nhá. Đáp án A, KCA có không? Đây rồi, đây rồi. Chắc chắn là đáp án A, đúng không? Đáp án B thì vướng cái gì? Vướng cả 2, chẳng có thằng nào được cả. Đáp án C thì vướng gì? MG với AG không được. Đáp án D, CU với BA không được nốt, được chưa? Nhá. Vậy ở đây các con sẽ phải chọn đáp án A. À, được chưa? Câu số 12. Câu số 12. Nào, câu số 12. Cả nhà ơi, câu số 12 nào. Câu số 12 là một câu tính toán. Câu số 12 là một câu tính toán. Cả nhà kiểm tra.
số 12 cả nhà ơi, tính đi cho cô cái đáp số thế nào. Đang phải mò lại để gắn cái link cá nhân của cô với cả cái link Mi để cho cả nhà ấn vào lần sau mà biết rằng là khi nào cô like ở đâu để vào mà xem. Nhiều đứa nhắn tin hỏi quá. Cô lại quên rồi. Đợi tí nhá, đang phải copy lại link. Sao chép địa chỉ từ nãy đến giờ cứ ấn mở link địa chỉ khủng. Già rồi đấy cả nhà. Đấy, cái ghim bình luận mới đấy nhá cả nhà nhá. Ghim bình luận mới thì vừa có link Facebook của cô này, vừa có link Mi này, để ấn vào đấy một phát là ra luôn. Xem là nhấn vào link Mi nhá, nhấn vào link Mi là hôm sau là khi cô like một cái là sẽ có thông báo đến tận giường luôn. Đứa nào có 12H đây ở trời Phú à, bạn ấy bấm nhầm B rồi. Rất là nhiều thanh niên đã chọn câu 12 đáp án B, tức là đã tính toán ra được đáp án là 4% rồi. Ô, cái đấy bài tướng quân là cô lại thích. Đầu đội chứ. Nào, câu số 12. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu tính nhá. Hòa tan hết 2,3 gam natri kim loại vào 97,8 gam nước, thu được dung dịch có nồng độ là. Câu số 12 nó dựa hết ở trên câu số 11. Bạn nào chưa nhớ thì nhớ lại. Khi nào bé cần, đúng không? Là tác dụng được với nước. Khi nào này, cộng với nước, tạo thành dung dịch kiềm. Kiềm là phải có kim loại đi kèm với OH này. Đồng thời giải phóng ra khí hiđro. Ai không cân bằng thì nhớ cân bằng nhá. Không cân bằng là sai đấy. Được chưa? Rồi, ở đây chúng ta bước đầu tiên là sẽ, sau khi viết phương trình là sẽ quy đổi ra mol, được chưa? Có một dữ kiện có thể quy đổi được ra mol. Số mol của Na bằng 2,3 chia cho 23 bằng 0,1 mol. Đứa nào vui tính hoặc là rảnh thì tính cả số mol của nước đi. Bằng 97,8 chia cho 18, đúng không? 97,8 chia 18 thì nó cỡ xấp xỉ khoảng hơn 5 mol. 5,2, 5,3 mol gì đấy. Điều đấy chứng tỏ là gì? Nước dư thì thôi không cần quan tâm đến nước nữa nhá. Quan tâm đến cái natri thôi. Đặt số mol vào phương trình. Đặt số mol natri vào phương trình. Tính số mol của đại lượng đề yêu cầu. Cả nhà còn nhớ cách đặt mol như thế nào khi mà cô ôn phần lấy lại gốc hóa 8 không? Lấy lại gốc môn hóa không? Ở ba cái like cũ ấy. Đúng không? Ở đây cái like cũ ấy, lấy lại gốc hóa thì đặt số mol vào phương trình là như thế nào? Người ta cho số mol của chất nào thì ở phương trình đặt thẳng dưới cái chất đấy cho cô. Được chưa? Tương quân hay mà. Mà chả hiểu sao tự nhiên nó cứ vào đầu cô ấy. Cô rất là thích bài đấy cả nhà. Nào, đặt số mol của natri thẳng dưới chất đấy trong phương trình nhá. Tính số mol của đại lượng cần tìm thì người ta yêu cầu tính nồng độ của dung dịch thu được, đúng không? Dung dịch thu được là dung dịch nào? Là dung dịch NaOH, đúng không? Khí hiđro thì nó bay xứ lên rồi, làm gì còn trong dung dịch nữa mà trong dung dịch. Vậy là mình sẽ tính của NaOH thôi, được chưa? Nào, lấy số mol của chất đã biết 0,1 nhân hệ số của chất cần tìm là bao nhiêu đây? Là 2 chia cho hệ số của chất đã biết cũng là 2 nhá. Thì số mol của NaOH là 0,1 nhân 2 chia 2. Số mol của NaOH bằng 0,1 nhân 2 chia 2 bằng 0,1 mol. Được chưa? Rồi, 0,1 mol. Cuối giờ nhá, Tú Dương Văn nhá. Cuối giờ. Thích remix có remix luôn. Nào, chúng ta có số mol của NaOH là 0,1. Trong khi đấy đề bài yêu cầu tính nồng độ mà đáp số toàn là %. Có nghĩa là chúng ta hiểu rằng đề bài đang yêu cầu tính C%, đúng không? Muốn tính C% thì phải có M chất tan chia M dung dịch nhân 100% nhá. M chất tan đâu? Chất tan này. Vậy có số mol của chất tan rồi, chúng ta có tính được M chất tan không? M chất tan sẽ bằng gì nhỉ? Số mol của chất tan là 0,1 nhân với mở lớn của chất tan. Natri là 23, oxy là 16,
23 cộng 16 là 39 đúng không? 39 cộng với hero là 1 thì nó là bao nhiêu? 40. Vậy đáp số là 4 gam. Thay số vào đây này, 4 gam. Thế màu dung dịch thì sao? Màu dung dịch thì tính như nào này? Chúng ta có 12 gam, giả sử nhá. Giả sử này, chúng ta có một cái cốc. Đúng không? Chúng ta có một cái cốc. Trong cái cốc này đựng 97,8 gam nước. 97,8 gam nước. Bây giờ chúng ta cho vào đây thêm 2,3 gam natri, đúng không? Thì khuấy natri lên, nó sẽ tạo thành một cái cốc dung dịch nặng. Nặng bao nhiêu? Nặng 2,3 cộng với 97,8 gam dung dịch, đúng không? Vì nó tan hết mà. Đáng nhẽ là như thế. Tuy nhiên ở đây thì các con sẽ thấy có cái khí gì bay lên đây? Khí hydro bay lên, đúng chưa? Điều đấy có nghĩa là dung dịch sau phản ứng. Cô tính, cô đây, cô biết rồi đây nhá. M dung dịch sau phản ứng sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng 2,3. Nào, cô nhét ra đây một chút nhá. Nhét ra đây để cho dân tính dễ nhìn nhá. Cái chỗ này phải trừ đi M của H2 đấy, đúng không? Nhìn này. Trong này cốc dung dịch này là 97,8 gam. Cho vào đây 2,3 gam natri, đúng không? Nhưng mà lại có khí hydro bay lên. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ mờ dung dịch sau phản ứng. Sau phản ứng sẽ bằng 2,3 cộng với 97,8 trừ đi mờ của H2. Ok, nào. Đúng không? Trừ đi MH2, vậy cái MH2 này chúng ta tính thế nào này? Đây, H2 đây. H2 đây, đúng không? Vậy muốn tính được M của H2 thì mình phải có số mol của H2 đã nhá. Số mol của H2 này, lấy số mol của chất đã biết là 0,1. Nhân hệ số của chất cần tìm là mấy đây? Là 1, được chưa? Chia hệ số của chất đã biết là 2. Vậy có nghĩa là số mol H2 ở đây của chúng ta là 0,1 chia 2 nhá. 0,1 chia 2 mol. Vậy khối lượng của H2 sẽ là 9, cộng với 9,7 trừ đi số mol H2 là 0,7 chia 2 này, nhân với MH2 là 2, được chưa? Bằng 2,3 cộng với 97,8 trừ đi 2 với 2 rút gọn nhá, thì nó chỉ còn bao nhiêu thôi nhỉ? Chỉ còn là 0,1 thôi. Chào Trinh. Rồi, nếu nào có máy tính bấm hộ cô cái. Các thanh niên ơi, ai có máy tính bấm hộ cô cái phép tính này cái, nó ra bao nhiêu vậy? Nhanh nào, comment đáp án, comment đáp án. Một trăm gam đúng không? Một trăm gam, đúng rồi, một trăm gam nhá. Một trăm gam. Vậy ở đây chúng ta thay cái mờ dung dịch này bằng, chúng ta thay cái mờ dung dịch này bằng bao nhiêu nhỉ? 100 nhá. 100 tròn nhân với 100 và đáp án là 4%, được chưa? Vậy chúng ta ở câu số 12, các con sẽ phải chọn đáp án nào đây? Đáp án B nhá. Rồi, cô cảm ơn Phú 100, Dương Duy Bảo 100. Rồi, đúng rồi. Hùng Dũng bấm kiểu gì ra 99,99 vậy con ơi? 100 nhá. Cả nhà ơi, vậy nhớ cho cô này, nhớ cho cô này. Nếu cho chất tan vào trong dung dịch mà nó hòa tan hết, không có khí gì bay ra, thì khối lượng dung dịch là cộng hai cái đấy vào với nhau, nhớ chưa? Nhưng nếu như mà nó có khí bay ra thì chúng ta phải trừ đi cái khối lượng khí thoát ra nữa nhá. Giống như ở cái bài này là có khí hydro bay ra, nhớ phải trừ đi khối lượng khí hydro nhá, thì nó mới ra 100 được. Nào, bây giờ sang câu số 13. Lấy một ít bột sắt cho vào dung dịch HCl vừa đủ, rồi nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào, thì hiện tượng xảy ra là. Câu số 13 cả nhà ơi. Câu số 13 nào. Câu số 13, câu số 13. Cả nhà ơi, nhanh tay xe bài về tường nhá. Xe bài về tường. Bao nhiêu công cô chuẩn bị tài liệu, bao nhiêu công cô like đấy. Mai mà đứa nào mà không học được mà để cho bài nó trôi đi, mà đến lúc kiểm tra mà không làm được bài inbox cho cô là cô mắng đấy nhá. Nhớ chưa? Xe bài về tường nhá. Uê, à,
Vui quá, cô đang trong quá đã trong thời gian đợi cả nhà trả lời câu số 13, cô đang check inbox một chút. Thì ở đây cô vừa nhận được một tin rất là vui của bạn Như Đỗ. Cô phải chúc mừng bạn Đỗ nhá. Bạn Đỗ, bạn ấy đang báo điểm kiểm tra giữa kỳ của bạn ấy cho cô là được 9,75, chắc là thế nào cũng làm tròn lên 10 rồi. Đúng không con? Rồi chúc mừng Như Đỗ nhá. Nhờ những buổi like của cô mà em đã được 10, em rất vui quá cô. Đấy, những cái tin nhắn như thế này ý, chính là cái động lực mà cô đang ốm, gọi là mướt hết nát hết cả người ra, nhưng cô vẫn phải cố like cho các con. Đấy, yêu ở nhà lắm ấy nhá. Rồi cả nhà ơi, tiếp tục nào, tiếp tục đi. Câu số 14 nào, à câu số 13 nào. Câu số 13 nào. Câu số 13. Nên cả nhà nhanh tay xe bài về tường đi nhá, xe bài về tường để con học nhá. Xe bài về tường để mình học ấy, để đến lúc mà mình xem lại mình học cho nó tiện đấy. Chứ mà lên tường của cô lúc đấy mà tìm là ốm luôn đấy, ngày nào cũng xe tài liệu. Nào câu số 13. Đáp án ở đây có rất nhiều các bạn chọn đáp án C. Đáp án C, câu 13. Vũ Ánh Dương đáp án C, Vivi đáp án C, Tú Dương Văn đáp án C, Hùng Dũng đáp án C. Rồi ok, cô thử xem đáp án C xem nhá, phân tích đáp án C này. Ban đầu có khí thoát ra và dung dịch có kết tủa màu trắng xanh, sau đó thì chuyển sang màu nâu đỏ. Rồi, câu C có khả năng là đúng rất là cao. Bây giờ cô đi phân tích thông qua phương trình nhá. Đầu tiên này, đầu tiên là gì? Đầu tiên là cho sắt vào trong dung dịch HCl, cho Fe vào trong dung dịch HCl thì nó sẽ tạo thành muối sắt, đúng không? Cộng với H2. Ở đây cô không viết chỉ số của Cl, không phải là cô sai đâu, mà là cô để đấy cho các con. Theo các con thì ở đây sẽ tạo thành muối sắt 2 hay là muối sắt 3? Nó sẽ tạo thành FeCl2 hay là FeCl3 nhỉ? Cả nhà nhỉ? Theo các con ở đây là sẽ tạo thành muối sắt 2 hay là muối sắt 3? Chú ý cho cô này, khi kim loại sắt có nhiều hóa trị tác dụng với dung dịch axit thì nó chỉ tạo thành muối sắt mấy thôi? Tạo thành muối sắt 2 thôi, nhớ nhá cả nhà nhá. Nhớ này, khi kim loại có nhiều hóa trị mà tác dụng với dung dịch sắt thì nó chỉ tạo thành muối sắt 2. Có nghĩa là ở đây nó sẽ tạo thành FeCl2 nhá. Nhớ cân bằng phương trình cho cô. Và đương nhiên hiện tượng chỗ này là có gì nhỉ? Có khí thoát ra. Được chưa? Rồi, sau đấy lại nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào. Khi cho NaOH vào cộng với FeCl2, nó sẽ chuyển thành FeOH 2 lần. Đây là chất kết tủa màu trắng xanh, đúng không? Rồi ok, rất nhiều bạn comment thành sắt hóa trị 2 này. Sắt hóa trị 2 là chính xác nhá. Đúng rồi đấy. Cô chào Hoàng Minh Duy, cô chào Hoài Phương, Giang Nguyễn đáp án C. Rồi ok. Nào, nó kết tủa trắng xanh cộng với NaCl, được chưa? Đúng, chính xác là ra đến chỗ kết tủa trắng xanh rồi, có khí thoát ra, đúng rồi này. Rồi chuyển dần sang màu nâu đỏ. Tại sao nó lại chuyển dần sang màu nâu đỏ, cả nhà biết không? Bởi vì FeOH 2 lần để trong không khí một thời gian, nó sẽ tác dụng với oxy và nước chuyển thành FeOH 3 lần là kết tủa màu nâu đỏ. Được chưa? Rồi, vậy thì ở đây đáp án của chúng ta chắc chắn là đáp án C, đúng không? Đáp án C, câu 13 đáp án C. Tất cả những bạn nào có đáp án là đáp án C thì cô xin chúc mừng nhé. Xin chúc mừng bạn Bùi Thảo, Tuệ Đăng, xin chúc mừng Vũ Ánh Dương, Tú Dương Văn, Tuệ Đăng, Dương Duy Bảo. Rồi Tú Dương Văn, bạn ấy comment là sắt hóa trị 2. Ok. Đúng rồi, để lâu lâu không khí chuyển dần sang màu nâu đỏ, đúng không? Rồi, câu số 14 nào. Câu số 14 rồi. Cả nhà ơi, câu số 14. Câu số 14. Câu số 14 nào. Dãy kim loại sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần. Giảm dần. Thế cô viết lại cái dãy hoạt động hóa học đấy nhá. Cả nhà nhìn này. Viết lại lần nữa này. Khi nào bé cần may áo giáp sát, nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á
CEO đúng không? Vậy ở đây chúng ta nhìn này, sắp xếp theo chiều hoạt động giảm dần, tức là phải sắp xếp theo chiều từ trái sang phải nhá, từ trái sang phải. Nào, đáp án A, rất nhiều bạn chọn đáp án A. Cô đi phân tích đáp án A trước. Natri, ok, magie, kẽm, rồi không cần phân tích các đáp án sau nữa, chắc chắn đáp án A là đáp án đúng nhá. Đáp án A là đáp án đúng. Xem nào, những bạn nào chọn đáp án A nào. Ok, xin chúc mừng Tú Dương Măn, Hùng Dũng, Vũ Ánh Dương, chào Bùi Thị Ngọc Thảo, Tuệ Đăng, Công 14A, Vivi, Dương Duy Bảo, Nguyễn Trân, Ngô Quý. Ok, rồi, câu số 14, đáp án A là đáp án chính xác, đúng không? Đáp án A là đáp án chính xác. Nào, bây giờ chúng ta sang câu số 15. Câu số 15 là một câu tính toán nhá. Nhưng câu này thì cũng khá là đơn giản bởi vì nó chỉ là câu có một số mon thôi. Các con đọc đề nhá. Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt. Sau thời gian phản ứng thì thu được 11,2 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính khối lượng của sắt đã phản ứng. Được chưa? Nào, bây giờ cho đinh sắt là sắt là Fe này. Được chưa? Cộng với HCl chuyển thành FeCl2 cộng với H2. Đúng rồi, chính xác. Câu này chỉ cần tính số mol ra, quy đổi ra mol và đặt số mol ở phương trình thôi nhá. Nào, bây giờ chúng ta kiểm tra cho cô này. Trong tất cả đề bài thì có một dữ kiện là 11,2 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Dữ kiện này quy đổi được ra mol, đúng không? Mình sẽ dùng công thức gì nhỉ? V trên 22,4 thay vào nhá. 11,2 chia cho 22,4 bằng 0,5 mol. Đấy chưa? Đặt số mol vào phương trình. Đặt số mol vào phương trình thì số mol cô nói lại này, số mol của chất nào thì đặt thẳng dưới cái chất đấy ở trong phương trình. Số mol của chất nào thì đặt thẳng dưới chất đấy ở trong phương trình nhá. Thì ở đây là số mol của H2 đúng không? Đặt thẳng dưới H2 này, 0,5 mol. Được chưa? Suy ra đại lượng cần, suy ra số mol của đại lượng cần tìm. Thì ở đây đại lượng cần tìm của chúng ta là gì? Là sắt đúng không? Là sắt. Vậy mình sẽ suy ra số mol sắt nhá. 0,5 nhân 1 chia 1 là 0,5 mol. Được chưa? Rồi, ở đây không chần chừ gì nữa, suy ra số mol của sắt sẽ bằng 0,5 nhân với 56 và đáp án là bao nhiêu gam? 28 gam. Đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ khoanh đáp án là đáp án A nhá, đáp án A. Nào, cô xem những bạn nào câu số 15 đáp án A. Câu số 15 đáp án A. Ok, 28 chính xác. Ngô Quý 28, Trân Tấn Kiệt 15A, Dương Duy Bảo 15A, Phú 15A, Vũ Ánh Dương 15A, Tuệ Đăng đáp án A. Đúng rồi, ok. Trương Hoàng Quỳnh Nhi đáp án A. Ngô Quý đáp án A, chính xác. Hùng Dũng đáp án A, bạn ấy có đáp án rất là sớm. Rồi, cô xin chúc mừng tất cả những bạn chọn câu 15 đáp án A. À đúng rồi, khối lượng chữ M không phải chữ N, cô xin lỗi, viết nhanh, viết sao. Rồi, bài live của chúng ta ngày hôm nay thì 15 câu. 15 câu chào sân cho chuyên đề kim loại, đúng không? 15 câu chào sân cho chuyên đề kim loại. Pet 1, Pet 2, Pet 3 vẫn còn ở phía đằng sau nhá. Nên là chúng ta, đây là chúng ta đang chạy trước chương trình trên lớp một chút đấy. Bởi vì cô biết rằng có rất là nhiều trường là vừa mới kiểm tra giữa kỳ xong thôi, chứ chưa bước sang kim loại đâu. Cô dạy trước một chút để chúng ta đi trước đón đầu, đúng không? Học trước thì ôn trước. Ôn trước thì sẽ được luyện tập nhiều hơn và làm bài tập chắc chắn là sẽ tốt hơn. Cả nhà nhớ này, ở trên phần comment cô có ghi một cái bình luận về Facebook cá nhân của cô và Linh My nhá. Facebook cá nhân của cô ấy thì các con follow và đặt chế độ xem trước để làm gì? Để các con sẽ update được những cái tài liệu mà cô đưa lên sớm nhất và những cái vấn đề mà các con thường rất là nhiều bạn thắc mắc nhắn tin hỏi cô sẽ đưa lên để chúng ta cùng thảo luận nhá, và cô sẽ chốt phần kiến thức cho các con ở trên đấy. Phần link me các con click vào cái phần link me để nhận được thông báo ngay lập tức khi mà cô like. Đấy, trước là cô like trên nhóm, bây giờ thì like trên page, nên là rất nhiều bạn là không nhận được thông báo, xong toàn nhắn tin hỏi cô là cô dạo này cô không like nữa à? Không, cô vẫn like mà, nhưng chỉ like chỗ khác thôi, cả nhà không biết địa chỉ. Đấy, nên hôm nay nhá, cho địa chỉ rồi nhá, nhớ click vào, được chưa? Rồi,
Bây giờ remix tí nhở. Cả nhà thích bài gì? Cả nhà thích bài gì nào? Cả nhà thích bài gì để cô còn chiều nào? Ngô Quý, em mời xem một ít cô ạ. Con ơi, con share bài về tường nhá. Con share cái bài này về tường bởi vì cô chưa xóa luôn đâu. Cô vẫn để công khai đấy nhá. Cô vẫn để công khai nhưng mà share về tường đi, bởi vì vài hôm nữa mà nó up nhiều lên thì có thể nó sẽ bị lẫn. Nó bị lẫn rồi thì đến lúc các con tìm lại nó sẽ rất là khó, nên là share về tường đi nhá. Share về đi. Bảo xe về đi, xong rồi không xe, xong mấy hôm nữa cứ nhắn tin cô ơi, cô gửi lại link cho em xin like của ngày bao nhiêu đấy. Mà cô thì bao nhiêu là việc. Nhà bao việc. Nhá. Rồi. Nhớ này, click vào link này, xe bài này, ấn follow xem trước nhá. Bài gì nào? Lại Tướng Quân, Lại Tướng Quân remix. Rồi chúng nó dạo này chúng nó hết à, dạo này chúng nó lại mê Tướng Quân rồi. Nào thì Tướng Quân remix. Nhạc vừa chưa cả nhà ơi? Nhớ xe bài về tường đi nhá. Nhớ xe bài về tường đi, chứ không may ngày kia cô xe tài liệu lên một cái là lẫn hết luôn đấy. Follow trang cá nhân của cô nhá. Follow nhanh bởi vì tài liệu chỉ tí nữa thôi là cô up tài liệu online của bài ngày hôm nay lên Facebook cá nhân của cô đấy. Simple Love, ok, tí có Simple Love nhá. Follow nhá. Follow cộng xe bài, follow cộng xe bài. Follow xe bài ấn link đi nhá. Ba cái thao tác quan trọng đừng quên, đừng đứa nào quên nhá. Trời cao chân dâm nước ngào nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tin nàng lại theo chồng. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đôi với ta. Nhớ cái thao tác quan trọng nhất, ấn vào link mi nhá. Ấn vào link mi thì hôm sau khi mà cô like là sẽ được nhận thông báo tận giường luôn. Nhớ ấn follow trang cá nhân nhá. Ấn follow trang cá nhân thì tí nó sẽ update được tài liệu luôn, bởi vì cô sẽ tải tài liệu like lên trang cá nhân ngay bây giờ đây. Rồi tí nữa bật bài hết thương cạn nhớ nhá. Ok, lớn rồi. Lớn nữa không? Chưa biết đâu, đứa nào còn chưa biết cái Facebook cá nhân của cô này. Thấy chưa? Hôm nay quên không in màu. Tú Dương Văn, con bật bé xuống. Cô chào Mỹ Hoa nhá. Mỹ Hoa nên vào muộn đấy con. Nhớ xe bài về tường nhá, để mai còn ôn nhá. Mai chủ nhật đấy, rảnh rỗi đấy, ở nhà lôi ra mà ôn nhá. Trời cao chân dâm nước ngào nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tin nàng lại theo chồng. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đôi với ta, mà một người trú chân trong tim nàng quá sao xa lạ. Giọt lệ làm như không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em chót theo anh nên ta đầy thay đổi sâu. Dù sao đã chút em trong mấy nghĩ này có ngủ buồn, rằng người ta mãi thương ai cũng đã vui về một phương. Trong
làm sao quên điều anh thấy em vô ra mày, lại muốn anh quay về đây. Em cứ trách anh vô tình, mà sự thật là em yêu đầy toàn thế. Giờ anh chẳng muốn nghe những lời hứa nữa. Ngày xưa cô có thi chuyên hóa không? Cô có con ơi. Cô ơi, nên thi khối A hay D vậy cô? Em theo chuyên hóa nhưng nghe mấy cô bảo khối D dễ xin việc. Ai bảo thế? Khối A vẫn dễ xin việc bình thường con ơi. Vấn đề là con yêu cái gì thôi, con thích làm cái gì nhá. Đừng chạy theo xu thế, chạy theo cái điểm mạnh của mình ấy con ạ. À, nhưng mà cô vẫn tư vấn là các con không nên là bởi vì mình học tốt cái môn đấy mà mình cứ nhất là mình phải thi cái khối đấy nhá. Các con hãy chọn nghề trước khi mà chọn khối. Bởi vì theo kinh nghiệm của cô ấy và bạn bè cô thì ngày trước có rất nhiều bạn là các bạn học rất là tốt. Học tốt hơn đa số các bạn khác ở trong lớp cô rất là nhiều. Là điểm thi đại học, điểm thi vào cấp cao của các bạn nó rất là cao. Tuy nhiên là các bạn ấy thi vào cái ngành các bạn ấy không phù hợp và các bạn ấy không đam mê ấy. Nên đến khi mà học xong đi ra trường làm việc thì làm theo đúng kiểu là chỉ là làm để có công việc để tồn tại thôi. Không có đam mê làm nó không vui. Đây này, bởi vì cô rất là yêu trẻ con, cô rất là thích dạy học nên khi cô làm cho các con này ốm mệt vẫn cứ làm, vẫn cứ like bình thường nhá. Nên là hãy chọn cái mà mình thích trước. Mình là điểm mạnh của mình trước, sau đấy thì mới đến là mình học tốt, học giỏi môn nào thì là mình sẽ cố gắng thêm nhá. Rồi ok, hết xương cạn nhớ của Đức Phúc. Nào thì hết xương cạn nhớ. Cô đã cạn nhớ chúng nó đâu mà chúng nó cũng rất hay hết xương cạn nhớ. Cô vẫn nhớ mấy đứa đấy nhá. Hết xương cạn nhớ. Cả nhà ơi nhớ nhá, click link me để khi mà cô like là được thông báo tận giường luôn. Chỉ cần ping một phát, ấn một phát là biết được cô Hà đang like ở địa chỉ nào. Cái thứ hai, share bài về thường đi, bởi vì lát nữa cô sẽ up tài liệu lên, mà ngày nào cũng up nên là nó sẽ trôi bài rất là nhanh. Đến khi mà các con tìm lại để các con xem là nó sẽ rất là vất vả nhá. Share bài về để cho mình xem lại dễ hơn nhá. Share bài về để đến khi mình ôn lại là nó sẽ đỡ hơn. Lúc đấy đứa nào mà nhắn tin hỏi cô là cô ơi, cho em xin link của ngày live bao nhiêu là cô chịu luôn ấy. Lúc đấy cô cũng bó tay luôn. Cái thứ ba vào follow ở trên tường nhà cô đi, vào follow tài khoản của cô đi nhá. Đặt chế độ xem trước bởi vì cái deadline này tí cô up lên trên tường nhà cô luôn ấy. Đấy. Không, cô phải đi uống miếng nước ở đây. Cả nhà cứ relax tiếp đi nhá. Đứa nào hỏi gì cứ hỏi nhá, cô sẽ tư vấn. Cô trả lời cho cô sẽ trả lời. Mợ Thúy của các con ấy. Em click nát rồi cô ạ. Click nát xong bảo cả bạn bè mình nó click nữa. Share cho chúng nó với nhá. Click vào cái link này đi. Click vào cái link này đi nhá. Cái link mà cô ghi ở trên bài ấy. Đây này, cái link mà ghi ngay ở trên phần comment đây này. Click vào đi nhá. Xong share bài về tường đi. Share bài đi, không mai nó trôi đi không tìm được đâu. Tài liệu thì tí nữa cô up luôn rồi nhá. Nhà
nhạc hay nhỉ mấy rồi à? Kiểu nghe xong đã muốn đi quẩy rồi. Bài này buồn buồn nhưng cô lại thích nghe theo kiểu nhạc remix. Cô chào Trần Tuấn Kiệt. Cô giữ gìn sức khỏe nha cô. Ừ, cô cảm ơn con. Cô cảm ơn bạn mèo thân yêu. Simple Love. Ok, nghe thêm bài Simple Love nữa nha cả nhà nhá. Nghe thêm Simple Love, nó nốt Simple Love xong rồi. Simple Love. Ừ, Tú Dương Văn đúng rồi con ạ. Con này bài cô Thắm không về trong giờ giảng nghe nát rồi còn gì nữa. Bài này nhá là cô phải cảm ơn cả nhà, bởi vì thực ra là có cả nhà nên cô mới biết đến bài Simple Love này mới bắt kịp xem, chứ còn thực ra là cô còn không biết cả bài này cơ. Cô chào Ngô Quý. Con ơi nhớ xem bài Về Tường nhá. Nhớ xem bài Về Tường đi. Xem nhanh tay. Hết rồi. Ô, cô tưởng là nó hết rồi cơ. Chia sẻ thật là cái bài tâm ý, cô xem cô bất ngờ cực luôn. Kiểu lúc đầu ấy đang nghĩ theo hướng thẳng là bụng một phát đến cuối clip kiểu choáng. Hôm sau cô sẽ bật bài tự tâm khá là ấn tượng với cả cái bài đấy nhá. Ok, cô cảm ơn Dương Bảo Duy nhá. Vớ vẩn, cái này nó không quảng cáo cho Netflix. Ừ. Chúc cô ngủ ngon và mau khỏe. Cô cảm ơn cả nhà nhá. Các con ơi, xong rồi đến sáng mai ấy, khi mà các con xem lại nhá, các con xem bài Về Thường này, sáng mai các con lấy ra các con xem lại. Trong khi xem nhớ tổ chức xem chung để cho vào trong nhóm để cho anh em bạn bè xem cùng nhá, cho chúng nó học với. Bởi vì cô biết là cái thời gian này này có rất nhiều bạn là các bạn ấy muốn học lắm, nhưng mà các bạn lại phải ưu tiên cho những cái môn
mà nhóm khối của các bạn đang theo, ví dụ như là có thể Linh Kenny like tiếng Anh này, cô Thúy hoặc cô Huế like toán này, rồi rất nhiều những thầy cô like những môn khác nữa, thì đôi khi các bạn sẽ phải chọn cái khối mà các bạn ấy đang thi để các bạn ấy xem trước. Vậy mai khi mà mình đã share cái này về tường của mình rồi, nhớ tổ chức xem chung lại cho chúng nó coi với nhá, hiểu chưa? Thôi cô đi ngủ đây. Chào cả nhà nhá, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Bye bye. Chào cả nhà nhá. Nhớ click link với cả vào trên tường của cô nhá. Follow với cả là xem trước đi. Lát nữa cô up tài liệu luôn đây. Bye bye.